Thêm hai nạn nhân mất tích tại làng Nủ được xác định danh tính. Ngày 8 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết đã có kết quả giám định ADN hai nạn nhân mất tích mới tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại làng Nủ. Trước đó, ngày 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Yên đã tiếp nhận 3 mẫu do công an huyện Lục Yên thu thập được của các nạn nhân trôi giạt trên sông chảy, chưa xác định được danh tính. 3 mẫu thu thập được từ các tử thi tại làng Nủ, xã Phúc Khánh. Ngày 1 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra huyện thu hồi 6 mẫu thân nhân các tử thi chết, mất tích. Ngày 2 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bảo Yên đã bàn giao toàn bộ số mẫu trên cho Sở Y tế Lào Cai xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân. Kết quả sau khi giám định ADN đã xác định được hai người mất tích. Cụ thể là nạn nhân HVG, sinh năm 1985, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh, có quan hệ huyết thống theo dòng cha, anh trai, em trai với HVD, sinh năm 1983, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh. Nạn nhân HQL, sinh năm 2014, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh, có quan hệ huyết thống cha con cái ruột với HVN, sinh năm 1988, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh. Vào ngày 10 tháng 9, tại làng Nủ xảy ra trận đất quét, sạt lở đất kinh hoàng khiến 60 người chết, 7 người mất tích, nhiều người bị thương. Ngay sau khi sự việc diễn ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng ngàn người tìm kiếm các nạn nhân tử vong, mất tích. Theo như báo cáo của Ủy ban Cứu trợ Cứu nạn tìm kiếm người bị nạn thì đã tìm được thêm 2 người đã trôi khỏi từ cái chỗ làng Nủ đến dưới lưu vực của sông là 30 km, thì lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 người. Và khi mà đã xác nhận mà ADN thì phát hiện ra 2 người này là 2 người ở thôn làng Nủ, một người là sinh năm 85 và một bé 10 tuổi thì đã xác định được. Thì hiện tại làng Nủ chỉ còn có 7 người chưa tìm được mà thôi. Thì đây là hiện trường của những cái anh máy xúc của bên anh Lương, là vì cái thời gian tìm kiếm chỉ có gia hạn có 5 ngày nên cả ngày hôm qua và ngày hôm nay thì mấy anh đã đào bới nguyên những cái khu vực mà nghi ngờ có người. Thì để tranh thủ thời gian mà anh lại đào luôn cả ban đêm nữa. Giờ này là khuya rồi, là 7-8 giờ tối rồi, mấy anh vẫn còn tiếp tục đào bới. Tức là cái nhiệt tình của mấy anh thì quá lớn đi. Thì chúng ta cũng cảm kích cho cái công việc tìm kiếm hết lòng vì người dân làng Nủ muốn tìm đồng bào ở dưới sâu giữa lòng đất, không còn lạnh lẽo nữa, để về cho người thân an tâm, an lòng. Chúng ta thấy rằng là những cái máy xúc từ khi mà 2 ngày rồi thì chiếc cô bé 200 là cần dài 18 mét này nó hoạt động hết công suất. Vì nó dài lắm, mà chỗ này thì người ta xác định là có một cái hồ sâu khoảng chừng 10 mét cộng với là lớp bùn lấp lên khoảng chừng 4 mét nữa. Do vậy bắt buộc phải đào sâu xuống, mà chỉ có cái máy này mới đào sâu được thôi. Thì hy vọng rằng là trong thời gian tới đây là sẽ đào tìm được 7 người còn sót lại. Hiện tại chỉ còn 7 người nữa thôi. Và 2 ngày này đã xác định là 2 điểm nghi ngờ, thì khả năng là sẽ tìm được trong ngày mai mà thôi. Tức là ngày mai có thể là tìm được là còn 2 người, mà ngay chỗ cái khu vực mà đang đào bới này là 1 người, và khu vực ngay cái chòi 1 người nữa là 2 người, thì chỉ còn lại khả năng là 2 người đó có thể tìm được. Vậy thì chúng ta cũng cầu mong cho đội máy xúc của anh Lương đào bới tìm được 2 đồng bào của chúng ta. Thì cái thứ hai nữa là như lời anh Lương nói là mấy anh em sẽ làm hết công suất, hết nhiệt tình, hết công suất. Ban đêm thì rọi đèn để múc,
và khi mà múc như thế này, anh Lương luôn luôn theo sát. Anh Lương Bẻo á, là theo sát đội thi công và chỉ đạo cho đội thi công từng ly từng tí một, không có lơ là. Khi mà đào sâu xuống á, xuống thêm một đoạn tới cái khu vực mà cũ á, đó là ngay giờ quá khỏi lớp bùn á, thì họ xác định có hay không là họ sẽ nghe cái mùi nó sẽ toát lên. Mà nếu cái mùi mà toát lên á, mà nghe có mùi á, là họ tiếp tục đào bới. Còn nếu mà đào như thế này tới một cái lớp đất cũ mà không nghe mùi nữa thì sẽ bỏ, không đào nữa, sẽ đào chỗ khác. Cái máy cạp này nó sẽ cạp từ ở dưới sâu này lên, và khi mà đào lên trên, đưa đất lên trên kia thì những cái máy nhỏ sẽ dời đất đi qua cái vùng khác để cho cái không đất nó không còn trôi xuống nữa. Tại vì đất này là đất bùn mà, mấy hôm nay thì trời mưa, ở làng Nũ bữa trước mưa nên những cái lượng đất này nó trở thành đất bùn rất là nhiều. Cái nguyên nhân á, là cái làng Nũ khi mà bị lũ quét này như thế này á, là do cái lượng mưa nó tích tụ ở trên cái núi voi này quá nhiều, và nó có một cái lớp giống như là nó ngăn, giống như là cái đập vậy đó, nó ngăn cái dòng nước lại, mà nước nó tích tụ trong đó rất là nhiều. Mà khi mà cái chỗ mà ngăn mà chịu không nổi nữa thì nó bung ra và nó sẽ trôi xuống như này đó, là nguyên nhân là như vậy. Và cả triệu mấy mét khối, triệu sáu, triệu bảy mét khối đất bùn mà nó tràn xuống với tốc độ kinh hoàng, nên những cái người dân ở làng Nũ không thể nào tránh kịp. Và hôm nay đã tìm được hai người mà trôi cách cái làng Nũ này 30 km, tức là theo một cái dòng nước cuốn, nó cuốn xa ra 30 km về dưới hà lưu. Những cái người mà họ trục vớt á, họ đã tìm được ở dưới cách đây 30 mét và đã đưa lên để bảo quản lại và lấy ADN để thử. Và sau khi đã thử lấy những cái ADN của người thân ở người làng Nũ thì đã xác định được hai người của người làng Nũ. Vậy thì đến bây giờ chỉ còn lại 7 người nữa thôi. Hy vọng đội anh Lương bằng cái tâm huyết của mình, bằng cái nhiệt tình của mình có thể tìm được 7 người giúp cho làng Nũ được tức là an lòng khi người nhà đã tìm thấy người nhà. Đấy. Thì chúng ta cảm ơn, một lần nữa chúng ta cảm ơn cái đội máy của anh Lương, một cái đội máy rất là nhiệt tâm. Nếu mà sau khi qua thời gian tìm kiếm như thế này á, thì chúng ta cũng nên đề nghị là chính quyền cũng tuyên dương anh Lương, một con người gọi là hết lòng vì mọi người và một con người rất là nhiệt tâm, nhiệt tình và rất sống, rất là có tâm, có đạo đức, thì mới bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ bạc để mà giúp cho người dân làng Nũ như vậy, theo một tinh thần tự nguyện và không quyên góp gì của ai. Thì mấy hôm nay á, là trong cái kênh của Giang Á Pháo á, là có một số mạnh thường quân họ giúp cho cái đội máy xúc của anh Lương, thì anh Lương anh không nhận cho bản thân anh mà anh nhận để anh chia lại cho dân quân cũng như là những anh em máy xúc này bồi dưỡng thêm đó, chứ anh không có lấy riêng cho bản thân anh. Còn lương anh vẫn trả nhưng mà bồi dưỡng thêm cho những người này, chứ bản thân anh là không có nhận. Chúng ta thấy một cái cách đào bới như thế này quá là khó khăn, quá là cực nhọc, làm trong đêm tối nữa. Không biết là sau này mà công đức của mấy anh này là đúng là vô lượng. Chúng ta cảm ơn các anh rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn rất là nhiều. Rồi chúc cho các anh công việc làm thành công tốt đẹp, và chúc cho các anh được gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip cập nhật tình hình về làng Nũ. Cảm ơn rất là nhiều. Thêm hai nạn nhân mất tích tại làng Nũ được xác định danh tính. Ngày 8 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết
đã có kết quả giám định ADN hai nạn nhân mất tích mới tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại làng Nủ. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Yên đã tiếp nhận 3 mẫu do Công an huyện Lục Yên thu thập được của các nạn nhân trôi giạt trên sông Chảy, chưa xác định được danh tính. 3 mẫu thu thập được từ các tử thi tại làng Nủ, xã Phúc Khánh. Ngày 1 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện thu hồi 6 mẫu thân nhân các tử thi chết, mất tích. Ngày 2 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Bảo Yên đã bàn giao toàn bộ số mẫu trên cho Sở Y tế Lào Cai xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân. Kết quả sau khi giám định ADN đã xác định được hai người mất tích. Cụ thể là nạn nhân HVG, sinh năm 1985, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh, có quan hệ huyết thống theo dòng cha, anh trai, em trai với HVD, sinh năm 1983, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh. Nạn nhân HQL, sinh năm 2014, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh, có quan hệ huyết thống cha con gái ruột với HVN, sinh năm 1988, chú làng Nủ, xã Bảo Khánh.